Xin chào tất cả quý vị, hôm nay thì Lan Phong lại lên để chia sẻ cho quý vị những cái mặt hàng còn lại trong những cái dịp cuối năm này. Hôm nay thì sẽ xả những cái mức giá yêu thương cho quý vị và những cái tầm tiền nó vừa phải, và hôm nay sẽ cắt lỗ cho quý vị nhé. Quý vị mà siêu tầm thì liên hệ cắt lỗ luôn. Mới kỳ Hồng Nhật Hạ này, cái này cắt lỗ luôn cho quý vị chơi. Đây thì trước màn hình quý vị đây là một cái kỳ Hồng Nhật Hạ này. Đó, này bán rẻ cho quý vị siêu tầm luôn nhé. 100.000 chậu, đẹp như thế này, quá phê luôn, mập rột. Đó, có 100.000 một chậu thôi, là cái chậu số 1. Cái đơn số 6 cũng 100.000. Đó, quý vị mà lấy 2 chậu là 200.000 nhé. Đấy, cái đơn số 4 này cũng 100.000 này, yêu thương thôi. Và cái đơn số 3 này cũng 100.000. Đó, cái này là cắt lỗ luôn quý vị ạ. Cái giống Nhật Hạ này trước kia quý vị biết thì nó là 400 chậu một mắt. Cắt lỗ nha. Đấy, quý vị mà siêu tầm thì liên hệ trực tiếp. Còn cái bạt kỳ hoa này thì thực sự nói với quý vị là nó rất là ít giống và nó cũng rất là mắc tiền. Và cái giống này nó không có nhiều trên thị trường. Thì quý vị mà siêu tầm thì liên hệ. Vì cái giống này nó không có nhiều, xin nhấn mạnh quý vị nó không có nhiều, mặt hoa nó thì đẳng cấp rồi. Nay chia sẻ với quý vị 600.000 nhé. 600.000. Và cái đơn số 3 kỳ hoa này cũng chia sẻ quý vị là 500.000. Tuy rằng nó nhỏ thôi như cái vỏ nhé. Và cái kỳ số 1 kỳ hoa này cũng chia sẻ quý vị là 600.000. Ở đây còn 3 kỳ này. Đó, cái giống này nó rất là đắt. Tiếp theo thì cái hồng trần này quý vị này. Cây này thì nó rất là đẹp rồi. Bông hồng trần nó đẳng cấp rồi. Và nó cũng rất là mắc tiền. Hôm nay chia sẻ quý vị này. Số 2 hồng trần này. Đó là 200.000. Đó, 200.000 quý vị nhé. Còn cái đơn mắt lệ này chia sẻ cho quý vị cũng là 200.000. Đó, thì có nhiều quý vị có bác khách hỏi bao chuyến này bán chậm vậy, thì cũng thưa với toàn thể quý vị và các bác anh em thế này. Tất cả những người mới chơi lan thì họ đổ xô vào những cái kênh mà người ta bán rẻ rồi. Đó, tại sao lại như vậy? Trong cái vấn đề chơi hoa lan này thì nó phải trải qua rất là nhiều học phí. Như các bác, các anh em biết rồi. Thường thường thì những người mà mua ở một số nơi rẻ thì năm tới thì chắc chắn là một số kênh ấy sẽ biến khỏi ngành hoa lan, biến vĩnh viễn luôn. Và sau đó thì cái người mất học phí rồi sẽ tìm đến những nơi đích thực chân chính nhất. Đó, vì tất cả trên đời này không có gì là gì cả. Đó, còn nếu mà để bán cho quý vị những cái cây 500 bạt kỳ hoa này mà nó to bằng như thế này thì chắc chắn là một ngày sẽ bán là rất là nhiều đơn. Có 10 cây hết cả 10. Đó, như những người mới tập chơi hoa lan thì thực sự mà nói là họ chưa biết gì, chỉ mua theo cái lòng đam mê và cái niềm tin của mình đặt lên. Đó, thì các bác các anh em cũng phải nên cân nhắc xem xét. À, đừng có nghĩ là lan nó sập hay là nó gì quá rồi mà lại có cái mức giá gì như vậy. Đó, thì các bác các anh em cứ phải nghiên cứu. Tất nhiên là những các bác mà mua trong những đợt vừa qua trên trang mạng YouTube, theo em thì em biết thì cũng mua khá là nhiều khắp nơi, có những chậu to tướng vài trăm ngàn, hay thậm chí có những ti bảo duy 20-30 cent chỉ với 500.000 với 1 triệu.
thì chắc chắn một điều là năm tới các bác sẽ bỏ và nó sẽ trải qua một cái học phí rất là đắt đỏ. Đấy, chỉ nói vậy thôi. Nếu mà các bác xem được clip này mà hiểu được thì các bác nên dừng lại. Nên dừng lại. Hỏi nó mất quá nhiều tiền. Đó, tất cả cuộc chơi hay là đam mê một thứ gì cũng vậy thôi. Rồi đam mê chim chóc, gà trọi, rồi cá, rồi đam mê xe, tất cả đều phải trải qua học phí hết. Mỗi người có một cái niềm đam mê, không ai giống ai. Đam mê nào cũng cần phải học hỏi và trao đổi các kiến thức. Đó, hay là đam mê chơi cây, cảnh cũng vậy, cũng phải có kiến thức và trao đổi lẫn nhau. Đó, và hôm nay thì chia sẻ cho các bác các anh em cây hồng trần này là 300, lấy các bác các anh em là 200. Đó, cây mắt lẻ 200.000, nó khá là đẹp các bác các anh em nhé. Đó, tiếp theo là đơn số 2 vẫn là mắt lẻ 200.000 thôi các bác các anh em nhé. Tiếp tục là một cái đơn số 1 hồng trần, đơn này thì chia sẻ yêu thương 150.000. Đó, gió bay mất cát rồi. Đơn số 3 vẫn là hồng trần, chia sẻ cho các bác anh em là 200.000. Đó, các bác mua ít thôi nhưng mà nó phải chất lượng. Tiếp theo là một kỳ người đẹp Bình Dương 300.000, chia sẻ cho các bác anh em 300.000, đẹp tuyệt vời. Và một kỳ cờ đỏ 2,5 triệu. Và cái giống này nó cũng rất là ít. Tại sao Lan Pha Cao Phong là không có những người đẹp Long Khánh để bán cho quý vị? Bởi vì quý vị biết rồi, trên thị trường hoa lan hiện nay thì người đẹp Long Khánh cả tỉnh Vĩnh Phúc chưa ai sở hữu được một kỳ nào. Và tiếp theo nữa, người đẹp Long Khánh cả tỉnh Phú Thọ chưa ai sở hữu được một kỳ nào. Đó, người đẹp Long Khánh ở trong miền Nam có mấy anh em tay to với có thôi. Và như quý vị đã biết thì YouTube thì ở tỉnh Vĩnh Phúc là chiếm nhiều nhất Phú Thọ. Hiện nay thì các kênh YouTube ở Phú Thọ người ta đã bỏ rồi, và một số kênh khác ở lân cận các nơi. Còn chú chốt thì các kênh YouTube đều nằm ở Vĩnh Phúc. Đó, quý vị mà mua thì cũng nên cân nhắc tìm hiểu kỹ lưỡng. Kỳ cờ đỏ này 2,5 triệu, ngày hôm nay sẽ chia sẻ quý vị 2 triệu đồng. Tuy rằng số tiền 2 triệu nó rất là lớn. Đó, nhưng quý vị sẽ tránh mất học phí được cái khoản nào đó. Tiếp theo ở đây có một cặp năm cái trắng SH xả quý vị 200.000 2 kỳ, một mặt bông khá đẹp. Quý vị sưu tầm thì liên hệ cho Lan Bao Phong. Và số 2 này thì nó là một kỳ Juliet này, chia sẻ yêu thương 500.000. Đó, đừng có chê nó nhỏ mà nó đắt. Nhỏ nhưng có vỏ quý vị nhé. Bình thường ghi này 1 triệu rưỡi. Đó, khi số 1 500.000. Đó, ở đây thì có hai kỳ Ngọc Sơn Cước. Ngọc Sơn Cước thì có nhiều quý vị là mua kỳ 500.000, nó to cả bằng cái chậu này. Đó, cả bằng một cái chậu này. Tại sao quý vị lại cứ thích gì là một cái chậu này Ngọc Sơn Cước 500.000? Lý do đây là nói thì quý vị cũng thông cảm là như vậy là quý vị chưa biết gì về Lan Va. Có nhiều quý vị mua 500.000 là chưa hiểu biết gì về Lan Va, chỉ là mua theo cảm hứng thôi. Nó đúng thì đúng, không đúng thôi. Vài trăm nghìn nó không quan trọng, nhưng quý vị mua 10 đơn nó đã lên đến 5 triệu đồng, thậm chí đến 10 triệu đồng. Và quý vị mua 30 đơn thậm chí nó sẽ lên đến 30-60 triệu đồng. Và 60 triệu đồng này thì nó sẽ là một cái dàn hoa lan quý vị không giống những cái gì quý vị hằng mong ước. Đó, và trong ngày này thì còn hai cái kỳ này thì xả quý vị 500.000 một kỳ, yêu thương luôn. Đó, số 10 và số 11 đồng giá là 500.000, quý vị mà yêu mến thì sưu tập. Đó, cực kỳ yêu thương cho quý vị. Tiếp theo thì chia sẻ cho quý vị cái chậu sao hỏa này là 300.000 2 kỳ. Đó, rất là đẹp, 300.000 quý vị nhé. Còn cái chậu Khang Vân này nó xấu này,
một chèo hôm nay sẽ xá cho quý vị này 500.000 đồng. Tuy rằng nó xấu cái lá gốc không ảnh hưởng gì nhá, mùa này nó cũng rụng lá rồi, và cái này thì quý vị sẽ được ngắm hoa luôn cho năm tới đó. 1.000.000 đồng hôm nay xá quý vị 500.000 nhé, cực kỳ yêu thương đó, 500.000. Và cái chậu tác phẩm Phú Thọ này thì vẫn chia sẻ với quý vị là 1.000.000 đồng, để kiếm được tác phẩm này rất là ít, và quý vị cũng biết rồi, năm tới thì quý vị sẽ được ngắm hoa, ngắm những cây hoa chân chính hoặc là ngắm những cây hoa mình mua mấy lâu nay hàng mong ước nhưng nó không thành hiện thực đó, thực tế là nó như vậy, nên là quý vị cân nhắc. 1.000.000 đồng tác phẩm ba thân chia hai bề đẹp, rất là đẹp quý vị nhá. Đó, tiếp theo cái chậu số 2 này cũng là 1.000.000 đồng ba thân, và một cái kỳ 500.000 Khang Vân này. Hôm nay thì nó có rụng lá gốc thôi đó, để quay chi tiết cho quý vị này. Nó rụng lá gốc này hướng nhìn nhá, đó rất là dài, rất là dài luôn, xá quý vị 300.000 đó, 300.000 quý vị nhé. Trước mắt thì nó về cái hình thức thẩm mỹ thì nó rụng lá thì nó không được đẹp, nhưng nó lại mang một cái con giống cho quý vị thực êm ái, 300.000. Và một cái chậu là Khang Vân 4 mầm gốc như thế này, 1.200.000. Hôm nay chia sẻ quý vị yêu thương ba, xin lỗi quý vị là hôm nay sẽ xá quý vị 600.000, rất là yêu thương quý vị nhé, 600.000 đó, 600.000 cho 4 thân, ngọn vẫn đang đi đó quý vị nhé, ngọn vẫn đang đi rất là êm ái. Tiếp theo để chia sẻ bảo duy này, cái bảo duy này thì quý vị biết rồi, 2.500.000 này, chia sẻ quý vị này, yêu thương luôn, cũng không giữ làm gì giá nữa, chia sẻ đúng tâm luôn, 2.500.000 hôm nay chia sẻ quý vị này, 1.500.000 cho đơn số 5, và cái đơn là số 8 này 2.500.000, chia sẻ 1.500.000, và cái cây nhỏ này 1.200.000 lấy quý vị 600.000, và cái kỳ nhỏ này 1.200.000 lấy quý vị 600.000 đó, và cái kỳ này 1.500.000 lấy quý vị 750.000 lấy quý vị 700.000 đó, quý vị mà sưu tầm thì liên hệ. Tiếp theo là người đẹp không tên, không tên thì ở đây có một kỳ nằm trắng mắt trâu, chia sẻ 500.000, người đẹp không tên 2.000.000 đồng, nay chia sẻ 1.000.000 200.000 cho số 11, số 12 2.800.000, nay chia sẻ quý vị 1.500.000 đó, số 9 2.500.000, nay chia sẻ quý vị 1.500.000 đó, và số 8 2.500.000 này chia sẻ quý vị cũng 1.500.000 đó, quý vị mua hàng cân nhắc kỹ lưỡng nhé, tài chính rồi xem xét tìm hiểu kỹ, tránh tình trạng tiền mất tật mang đó, sau này nó ra hoa nó không đúng với sự thật. Và video xin được khép lại tại đây, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.